Đứng đầu top bán chạy tại thị trường Việt Nam thì thương hiệu Origen có hàng fake hay không? Tất nhiên là có, bởi vì bất kỳ một thương hiệu ăn khách nào cũng có hàng fake là điều không thể tránh khỏi. Và trong video clip lần này thì Ngọc Mai sẽ cùng với các bạn tìm hiểu về 3 điều thú vị ẩn đằng sau một chiếc đồng hồ Origen fake, đặc biệt là đồng hồ máy cơ Origen fake. Thứ nhất, đó chính là rất khó để chúng ta có thể mua một chiếc đồng hồ Origen fake với giá của hàng fake và rất dễ để chúng ta có thể mua một chiếc đồng hồ Origen fake với giá của hàng thật. Và thứ hai thì cách fake rất là tinh vi, họ sẽ dùng bộ máy của Origen cũ để thay vào chiếc đồng hồ cơ Origen fake. Và thứ ba đó chính là bọn làm fake thì rất là thích làm giả đồng hồ Origen máy cơ, đồng hồ Origen cổ điển hơn là các mẫu đồng hồ hiện đại hay là mẫu máy pin. Rất là thú vị phải không nào? Và trước khi mà chúng ta tìm hiểu kỹ về các vấn đề này, các bạn đừng quên subscribe kênh YouTube của Đồng Hồ Hải Triều để có thể cập nhật những video hữu ích hơn vào ngày mai nhé. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với 3 điều thú vị mà Ngọc Mai vừa nêu ở trên. Thứ nhất, khó mua đồng hồ Origen fake với giá hàng fake, nhưng dễ mua đồng hồ Origen fake với giá hàng thật. Thực sự là như vậy, đồng hồ Origen có hàng fake, nhưng hàng fake sẽ được bán với giá như hàng thật, chứ không phải là công khai, nói là đồng hồ fake, hoặc cách nói khéo như là đồng hồ replica, đồng hồ super fake, đồng hồ fake 1, v.v. Ai đang có nhu cầu mua đồng hồ Origen fake hẳn hoi với giá rẻ, hẳn sẽ rất thất vọng vì chúng không có đâu. Sự thật, hầu hết sẽ xuất hiện ở một nơi tự nhận là bán hàng chính hãng với giá không rẻ, chỉ thấp hơn 100-200 nghìn, thậm chí bán luôn với giá hãng niêm yết. Nguyên nhân cho cái sự thật trái ngang này là vì người thích hàng fake lại thích các thương hiệu thụy sĩ xa xỉ như là Rolex, Omega, Patek Philippe, Cartier hơn, vì tâm lý đã lỡ fake thì fake hẳn cái hiệu sang sang. Mặt khác, giá của một chiếc đồng hồ Origen chính hãng không cao, thậm chí là mềm, đâu đó chỉ tầm 2-7 triệu cho cả loại đồng hồ pin Origen lẫn đồng hồ cơ Origen. Điều này nghĩa là Origen fake chỉ có thể bán với khoảng 1-5 triệu, lời nhiều nhưng không thể lời bằng fake Longines, Rolex, Omega, giá có thể hơn chục triệu, lời gấp mấy chục lần. Đó là lý do mà khi tìm kiếm Google đồng hồ Origen fake, bạn sẽ chẳng có kết quả nào ra hồ. Chỉ có người bán hàng fake trá hình, giá chỉ thấp hơn một ít, thậm chí còn xấp xỉ hàng thật. Sau tất cả, gần như không có đồng hồ Origen fake dành cho những người muốn mua hàng fake. Chỉ có đồng hồ Origen fake dành cho người muốn mua hàng thật. Ít nhất là điều này vẫn đúng cho đến hiện tại. Đến đây, hẳn các bạn đã thấy được tầm quan trọng của việc mua đồng hồ tại các đại lý Origen. Các đại lý uy tín sẽ không có tình trạng trộn hàng. Ngược lại, ở một nơi không được chứng nhận, bạn sẽ dễ dàng mua hàng fake với giá hàng thật. Nhất là những đồng hồ đời cũ được nhiều người săn lùng như SK. Thứ hai, mánh khóe fake cực kỳ tinh vi, lắp máy Origen cũ cho đồng hồ cơ Origen fake. Không giống như phần lớn đồng hồ fake khác dùng máy Trung Quốc hoặc máy Seiko Citizen bán cho bên thứ ba, đồng hồ Origen fake được sản xuất vô cùng tinh vi, ráp hãng máy Origen. Và cũng không giống như máy ECA, máy S2 của Seiko Instrument Inc., máy Miyota của Citizen. Máy Origen rất khó mua do Origen không cung cấp máy cho thị trường máy đồng hồ, cả sỉ và lẻ. Thương hiệu này chỉ cung cấp máy cho các trung tâm dịch vụ ủy quyền hoặc một thương hiệu đồng hồ khác theo hợp đồng. Thêm vào đó, một may mắn nữa là máy Origen chưa bị sao chép vô tội vạ như máy Seiko, Miyota hay ETA. Thế nên, nguồn cung bộ máy Origen mới cực kỳ khan hiếm. Lưu hành trên thị trường phần lớn là máy gốc, được tách từ các mẫu đồng hồ Origen cũ có vỏ bị xuống cấp nặng hoặc là hỏng. Hai máy phổ biến nhất đó là Origen Can 46941 và Origen Can 46943. Cả hai đều là máy chủ lực được Origen sản xuất với số lượng rất lớn, kể từ thập niên 70, rất dễ thu gom, tháo dỡ. Sau tháo dỡ, lúc này máy cũ sẽ có hai loại. Loại còn tốt sẽ bị bọn làm hàng giả lắp vào đồng hồ Origen fake hoặc bán lẻ cho người cần. Loại bị hỏng sẽ đưa đi sửa chữa, thay thế linh kiện từ máy Origen khác hoặc từ máy Seiko, máy sao chép Seiko. Máy Origen cũ còn chạy tốt hoặc bị hỏng nhưng có thể sửa chữa được thì có rất nhiều, với giá rẻ chỉ 75-120 nhân dân tệ. Bọn làm hàng giả sẽ dùng chúng như lực lượng nòng cốt, lắp vào cái vỏ fake để qua mặt cả dân sành sỏi, chứ đừng nói người không biết gì. Sơ sẩy một chút, dù có mở đáy ra xem máy vẫn chưa chắc phân biệt được thật giả. Thứ ba, bọn làm giả thích làm đồng hồ cơ Origen fake và Origen cổ hơn là các mẫu hiện đại mẫu máy pin. Có 3 điều bạn nên biết. Số 1, đồng hồ cơ có thể bán với giá cao hơn đồng hồ pin. Số 2, Origen xưa nay vốn nổi tiếng với đồng hồ cơ. Số 3, mẫu danh tiếng và dễ bán của Origen không gì khác ngoài Origen cổ như SK, Origen G-Star, Origen AAA. Những thiết kế hàng chục năm tuổi. Ba điều này đã giải thích vì sao hầu hết đồng hồ Origen fake trên thị trường chạy máy cơ và mang vẻ ngoài của các phiên bản Origen cổ. Và nếu bạn kết hợp những điều này lại với phần thứ nhất và phần thứ hai ở trên, bạn sẽ hình dung rõ nét như một chiếc đồng hồ Origen fake sẽ như sau.
Vỏ ngoài là các mẫu cổ như Oren SK, Crystal, Tristar, AAA, có cạnh vỏ, mắt dây thường hơi sắc bén, mặt dày hơn hàng thật. Chạy máy cơ automatic 3 kim 1 lịch, Oren 46941 hoặc 46943. Tình trạng còn mới hoặc tương đối mới, ít bị hao mòn. Thử hỏi một chiếc đồng hồ Oren SK Fake có vỏ ngoài sao chép 99.9% như thật. Chạy máy Oren 46943, Oren 46941, máy gốc của dòng SK thì một người giàu kinh nghiệm nhiều khi cũng phải bó tay. Trường hợp này gần như chỉ có hãng mới xác định được thật giả. Đó là lý do mà bạn không nên mua bất cứ mẫu đồng hồ cổ nào nếu không thực sự sành sỏi hoặc ít nhất là biết ai mới là người bán hàng thật. Dĩ nhiên vẫn sẽ có đồng hồ cơ Oren Fake, các dòng hiện đại như Oren Bambino, dòng Star, nhưng vì các loại này dùng máy đời mới hơn, đời Bambino sản xuất sau 2017, dùng máy F6922 thay cho máy 46943, nên người sành có thể phân biệt dễ dàng, không cần tháo đáy bằng cách lên dây thủ công hoặc rút kim chỉnh. Đồng hồ Oren SK Fake hiện đang chiếm lĩnh thị trường bởi vì giá thành không quá đắt mà nhu cầu mua thì lại quá cao, thật giả khó bề mà phân biệt được. Và dù là bạn muốn mua đồng hồ Oren cổ hay là hiện đại và muốn mua nó chính hãng thì các bạn phải đến với các đại lý được hãng chứng nhận. Và đồng hồ Hải Triều, một đại lý phân phối Oren đạt giải thưởng top 1 toàn Việt Nam nhiều năm liền, chính là một trong số đó. Và nếu còn bất kỳ thắc mắc nào nữa thì các bạn hãy để lại ở phần comment bên dưới cho Ngọc Mai nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại, và đừng quên subscribe kênh YouTube của Đồng Hồ Hải Triều để cập nhật những video thú vị hơn vào ngày mai.